nha. Chào mọi người đã quay trở lại channel tô vẽ tranh kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình và mọi người sẽ cùng nhau đi tô màu bức tranh có in hình là những cái bông hoa sen ở trong đầm nha mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái video tô màu hôm nay với mình nhé. Phần đài hoa thì mình sẽ tô màu xanh lắm hạ nha. Nhị cây hoa mình sẽ tô màu xanh lên nha. Còn phần lá thì mình sẽ tô màu xanh riêng nha. Và video tô màu cho bức tranh bông hoa năm cánh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like, subscribe cho kênh của mình nhé. Cảm ơn.
phần thân của cây này mình sẽ tô màu xanh nha. Thân của những bông hoa mình sẽ tô màu xanh. Lần trước phải tô màu xanh. Và cái video tô màu và hình ảnh bông hoa sen trong đầm này của mình đến đã hoàn thành. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi hết video ngày hôm nay của mình nha. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi hết video trong kênh của mình nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.